Chiều 10 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trình Quốc hội dự án luật thủ đô sửa đổi dưới sự thừa ủy quyền của Thủ tướng. Dự thảo luật này đề xuất nhiều thay đổi quan trọng để phù hợp với tình hình và đặc thù của thủ đô Hà Nội. Một trong những điểm nổi bật là việc không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường ở Hà Nội, thay vào đó, dự thảo đề xuất mô hình tổ chức theo nghị quyết số 97 và bổ sung thành phố thuộc TP, Hà Nội. Ngoài ra, dự thảo tăng số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân từ 95 lên 125 đại biểu, tỷ lệ đại biểu chuyên trách từ 20% lên 25% và số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân từ 2 lên tối đa 3. Đề xuất cũng mở rộng thành phần thường trực Hội đồng Nhân dân so với luật tổ chức chính quyền địa phương. Dự án cũng có kế hoạch thành lập thành phố Logistics và thành phố về giáo dục, đào tạo, khoa học, mỗi thành phố có đặc thù riêng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức thủ đô. Đồng thời, dự thảo luật quy định cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài và chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thủ đô, tương tự cơ chế áp dụng cho TP, Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã thừa ủy quyền từ Thủ tướng và trình Quốc hội dự án sửa đổi luật thủ đô, đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình điều chỉnh quy hoạch và quản lý đô thị của thủ đô Hà Nội. Dự thảo luật này đề xuất một loạt các thay đổi cơ cấu trong quy hoạch đô thị và quản lý không gian đô thị. Trong số những điểm đáng chú ý, dự án mở rộng phạm vi dự án đầu tư và quy định điều kiện cho việc xác định đất thu hồi trong vùng phụ cận để tái thiết đô thị và tái định cư tại chỗ. Các ưu đãi cho lĩnh vực khoa học và công nghệ cũng được điều chỉnh trong dự thảo luật này. Ngoài ra, luật cũng cho phép xây dựng các công trình phụ trợ bán kiên cố trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hà Nội cũng được giao thẩm quyền điều chỉnh giá đất và chuyển mục đích sử dụng đất từ mục đích sản xuất rừng hoặc trồng lúa sang mục đích khác. Đối với đầu tư công, dự thảo luật cho phép tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công và phân cấp thẩm quyền đầu tư từ cấp quốc gia đến cấp địa phương.